Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay bên em lại về thêm một con quay RS nữa nha. Đợt trước á, có một con quay RS mà màu trắng á, thì bên em bán rồi. Bữa nay bên em về thêm được một con màu trắng nữa. Mà con này thì giá mềm hơn anh em ơi. Con này thì cũng là máy móc zin đời cao 2009 đời cuối luôn. Con này thì tầm giá là 11.500.000. Nói chung là nó rẻ hơn rất là nhiều so với con đợt trước anh em. Mà cũng là máy móc zin, dàn chân dàn áo thì cũng đẹp. Thế thì nếu anh em là đang có nhu cầu thì liên hệ ngay trực tiếp đến cửa hàng xe máy Duy Đạt qua cái đầu số là 0932325278 nha. Hoặc là anh chị em nào mà đến được cửa hàng thì đến cái địa chỉ là 21 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai giúp em ha. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết con này. Con này thì 2009 đời cao. Đó thì tầm giá 11 năm. Anh em nào mà kết thì liên hệ. Đây. Nói chung là xe thì hiện trạng như thế nào thì em sẽ quay chia sẻ lên đến quý anh em như vậy nhá. 2009 à, máy móc zin. Áo tem bọc các thứ là còn chuẩn của nó luôn anh em nhá. Nhưng những chi tiết này này, nó cũ theo thời gian anh em. Nó cũ theo thời gian. Những cái tem này nó mục này. Đấy, nó cũ theo thời gian. Đấy, nhưng mà nó là tem zin, áo zin luôn anh em. Tem zin, áo zin luôn. Nên là anh em nhìn thấy nó hơi có kiểu nó như là nó nham nhở một tí, nhưng mà đúng là chất xe như thế nào là nó ra như vậy luôn anh em nhá. Xi nhan các thứ là các chi tiết này. Đây anh em ha. Đấy anh em nhìn tất cả các chi tiết của nó là gọi là mọc hết anh em nhé. Mọc hết, zin hết. Con này thì hồi xưa là có dán keo anh em này. Con này thì hồi xưa là có dán keo nên bây giờ nó bóc tróc ra ra anh em. Đó. Rồi con này dàn chân. Đấy, dàn chân này thì em nhìn thấy còn đẹp anh em này. Em nhìn thấy dàn chân này còn đẹp. Căm này còn sáng lắm anh em. Ta nhìn thấy cái dàn căm này còn mới chứ ta. Đấy thì nói chung là hiện trạng như thế nào thì em cứ báo như vậy nhá. Anh em tham khảo được, tại vì được cái là con này nó máy nó máy nó máy zin. Nhưng mà giá nó giá rẻ anh em. Con này được cái giá nó rẻ. 11 năm thì bớt nhẹ cho anh em nữa đó. Trả góp ship xe luôn. Đấy, anh em nào kết thì alo thôi. Cực kỳ êm anh em nhé, máy cực kỳ êm. Đấy thì anh em kết thì liên hệ nha. Đấy sườn này, lốc này, đây anh em coi lốc này, cái này cục cao su này thì mới thay rồi không đó này. Đấy còn anh em coi chi tiết, em sẽ đi chi tiết cho anh em. Đấy, anh em coi thử coi là ok được giá thì là anh em đến cửa hàng xe máy Duy Đạt đến lượm thôi. Con này có trả góp ship xe ha, cái màu trắng hiếm anh em nhé. Hôm nay thì lại về thêm được cái màu trắng đó. Nói chung là lâu lâu mới mua được anh em, thường thường là mua được màu đỏ nhiều. Màu đỏ với màu đen đây, như có con màu đen này anh em này. Con này thì mới về đây anh em. Đấy nói chung là nó cũng gọi là mộc mạc nhất có thể thôi, thì khoảng tầm con này 8-9 triệu anh em. Đấy anh em nào có kết thì mua về dọn lại ha, bên em thì mới về là quăng ra đấy anh em. Còn thường thường là màu đen, màu xanh, màu tím nhiều đấy, còn bây giờ hôm nay thì là có con màu trắng, nên là anh em mà kết được thì liên hệ nhé anh em ơi. Bô cũng chất anh em nhé, bô này bô lon ha, bô lon. Bô thì nói chung là bô này cũng được. Bô này cũng được anh em ơi. Đấy thì anh em kết thì liên hệ, còn em giờ em quay cái đằng sau rồi nha. Anh em coi. Đây anh em ơi. Ốc tán này, đấy. Ốc tán này. Đấy, nói chung là nhìn nó còn tươi anh em ha. Nhìn nó cũng còn tươi lắm, còn đẹp lắm. Thì anh em tham khảo thôi. Kết được thì liên hệ. Tại vì con này được cái màu nó đẹp anh em. Cái màu trắng, cái form màu trắng nó đẹp. Cái này mà dọn lại anh em dọn lại thì chất lắm.
thực sự mà nói chất lắp máy được cái máy zin anh em, cái đàn hơi của nó còn chắc á, lên nổ lên ga nó chắc lắm. Đấy, dàn phục nè anh em. Thì nói chung là anh em tham khảo ha, anh em tham khảo coi là nếu mà ok được, thấy ok hợp lý thì cứ liên hệ thôi. Bên em thì xe cộ về liên tục anh em, đợt trước mới quay thì đợt này lại mời lại về tiếp. Thì có chiếc nào rồi thì lại báo lên anh em như vậy nhá. Hôm nay về thêm được con này. Đấy. Tem bọc của nó zin nhưng mà nó theo thời gian anh em, nó trời nó mờ hết rồi. Con này giờ mình dán lại thì nó đẹp lắm. Con này dán lại tem thì nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có như vậy thôi anh em. Bên này thì đẹp hơn, tem bên này thì đẹp hơn. Thì tham khảo 60B2 anh em ha, 0171 đấy. Đèn đuốc các thứ là đồ cũng còn ok hết mọi người. Mọi chi tiết thì ok hết đấy. Căm đồ tất cả các thứ. Union Cycle, cái mâm này mâm khác nha anh em. Mâm này mâm khác này. Mâm này mâm khác này. À bên kia cái niềng này niềng khác này. Lai cái niềng này. Này lai cái niềng nha. Nói chung em thấy được cái gì thì em báo cái đấy anh em. Cạc te không xi không dặm thôi. Cặp te không xi không dặm, cái niềng thì lai cái niềng thôi. Đây bình xăng. Thôi kết thì liên hệ thôi. Chứ giá thì 12 năm, hay 11 năm. 11 triệu 500 thì thực ra rất rẻ rồi anh em ạ. Con xe như vậy, giá như vậy rất rẻ rồi. Nói chung là hoàn hảo hết anh em á, mọi chi tiết rồi tất cả mọi thứ là anh em mua về là sử dụng luôn chứ không phải làm gì đâu. Mấy con này nồi đồng cối đá lắm, mấy con này nồi đồng rất là nồi đồng cối đá. Bên em thì giờ đang có hai con rồi hết đấy, anh em nào máy đều là máy zin hết. Thì một con khoảng tầm 11 triệu mấy, một con khoảng tầm dưới 10 triệu thì anh em mà kết con nào thì liên hệ thôi. Hả? Xe thì là máy móc zin hết cho anh em, máy móc zin, dàn chân dàn áo thì nói chung là được thôi anh em ạ, tạm được thôi. Tại vì nó theo thời gian theo năm tháng rồi, nói chung là theo năm tháng thì nó cũng yếu rồi. Dàn áo thì kiểu nó là nó cũng chày rồi, nó cũng xước rồi, nó cũng tem rồi, nó cũng chóc rồi này kia đấy. Anh em có thể là về dán lại bộ tem cũng được, hoặc là để nguyên như vậy cày cuốc thôi. Con này thì nói chung là được cái cục máy bền, cục máy chắc, máy zin anh em ạ. Lên ga lên đồ là mọi thứ là hoàn hảo hết anh em nhé. 11 năm còn bớt anh em nhé. Nói chung là giá này là chưa bao gồm hồ sơ anh em ha. Hồ sơ thì tính riêng nhé anh em. Tại vì rút hồ sơ thì phải tính riêng anh em ạ. Đấy, máy móc là êm nhã nhẹ luôn anh em ha. Thì có gì anh em alo nhé. 0932325278 làm việc trực tiếp đến cửa hàng Duy Đạt tiếp em.